Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin từ tuyên truyền học tập Hồ Chí Minh đến kinh doanh lãnh tụ. Trong tâm thế bước vào trạng thái bình thường mới khi hơn 30 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế, vừa không chủ quan trong phòng chống dịch hiệu quả, Việt Nam đã long trọng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để ta cùng nhìn lại kết quả của công tác tuyên truyền thần thánh hóa nhân vật được coi là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam như trong nước vẫn thường nói. Dù có bênh vực hay phản đối ông Hồ Chí Minh thì không ai có thể phủ nhận rằng Hồ Chí Minh là một nhân vật ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử của Việt Nam từ giữa thế kỷ thứ 20 cho đến nay. Đây là hình ảnh vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong bài viết Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh nhân ngày sinh nhật ông Hồ Chí Minh vào năm 2006, ông Bùi Tín, một nhân vật bất đồng chính kiến, từng là phó biên tập tổng biên tập của tờ báo Nhân dân, đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, đã từng ghi nhận hai thành tích của ông Hồ Chí Minh. Thứ nhất, ông là người lãnh đạo của cuộc cách mạng tháng 8 được toàn dân hưởng ứng, kết thúc thời kỳ thực dân và phong kiến, mở ra thời kỳ mới cho đất nước. Tiếp đến, thứ hai, với tư cách là chủ tịch chính phủ kháng chiến, ông còn là lãnh đạo của kháng chiến chống thực dân Pháp, còn gọi là cuộc chiến kháng chiến 9 năm, đến thắng lợi với chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva, thực dân Pháp đã phải từ bỏ Việt Nam. Tại Việt Nam, ông Hồ Chí Minh được thần tượng hóa đến độ thần thánh hóa. Từ sau khi Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1969, mặc dù ông Hồ đã có ý muốn được hỏa thiêu như ông đã viết trong di chúc như sau: "Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là hỏa táng, vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất." Đảng Lao động của Việt Nam vẫn quyết định xây lăng cho ông Hồ Chí Minh ngay tại Hà Nội. Lăng được khánh thành vào ngày 29 tháng 8 năm 1975, nằm ở trung tâm Hà Nội, đứng sừng sững phía trước Phủ Chủ tịch, tức là dinh toàn quyền cũ, bảo trì hết sức tốn kém. Ông Bùi Tín mô tả như sau: "Gỗ quý nhất, đá vân đủ màu từ khắp nơi được chọn kỹ đưa về Hà Nội. Nhiệt độ trong lăng quanh năm giữ ở khoảng 16 đến 18 độ C với hai máy điện dự trữ. Cả một bộ tư lệnh lăng do hai ông tướng chỉ huy bằng hai tiểu đoàn canh gác phòng thủ nghiêm mật, tuyển theo lý lịch ba đời trong trắng, chọn kỹ cả về hình thể, khỏe, gọn, cao, khôi ngô, bắn súng, võ thuật đều loại ưu. Hai tiêu binh như tượng đất nung, dù nắng chói, mưa dầm, gió mạnh, gác ở cửa. Một đội ngũ kỹ thuật đào tạo ở Nga, Liên Xô cũ, với những chuyên gia và chuyên viên thượng thặng, gồm 100 người chia thành nhiều kíp lo việc bảo quản từng tế bào của lãnh tụ. Có người tán thêm, mỗi sợi tóc, mỗi sợi râu, mỗi móng tay, mỗi móng chân của ông cụ đều có một lý lịch. Và thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trong lăng cho mọi người đến chiêm bái. Gần đây, tượng của ông Hồ Chí Minh còn được đặt trong chùa, cho dù Đảng Cộng sản Việt Nam không chính thức đứng ra làm việc việc này, nhưng chắc chắn Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngầm đồng ý nên không ai ngăn cấm việc này. Đây là hình ảnh khu vực lăng Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ thi hài của ông. Quan trọng hơn cả, vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, chế độ Cộng sản sụp đổ ở các nước Đông Âu và ngay tại chính Liên Xô, chiếc nôi của chủ nghĩa Cộng sản. Do vậy, để củng cố ý thức hệ và nhất là tăng cường lại niềm tin nơi đảng viên và quần chúng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sáng tạo ra tư tưởng Hồ Chí Minh từ sau Đại hội 7 cho đến từ 24 cho đến ngày 27 tháng 6 năm 1991. Sau đó, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được chính thức đưa vào Điều 4 của chương 1 Hiến pháp vào năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một điều đáng chú ý là, theo ông Bùi Tín, người đã chứng kiến những diễn biến và biến động to lớn trong lịch sử Việt Nam ở thế kỷ thứ 20, từ cách mạng tháng 8 năm 1945 cho đến khi giải phóng miền Nam vào năm 1975 và giai đoạn xây dựng đất nước sau này dưới vai trò của một người lính, đồng thời là một nhà báo, thì ông Hồ luôn nói rằng ông không có tư tưởng gì riêng cả. Mọi tư tưởng cách mạng Marx, Lenin, Stalin và Mao đã nói lên hết rồi. Và thực tế là trên thế giới, người ta chưa bao giờ xem Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng. Trong tiếng Anh không có từ Hoss mà chỉ có từ Marx, Lenin, Stalinist, Maoist và không Hồ Chí Minhist. Blog Đỗ Ngà đã nhận định như sau: trước năm 1990, tại Việt Nam không hề có cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nhưng sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Đảng Cộng sản mới bắt đầu gom những câu nói bâng quơ của ông Hồ Chí Minh rồi gộp lại thành một mớ hổ lốn, không có sự liên kết gì trong lý luận. Rồi sau đó, mấy ông trong ban lý luận trung ương mới tự suy diễn thêm để liên kết những thứ hổ lốn kia lại và viết thành những tập sách dày cộp, gọi đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Ai cũng biết ông Hồ Chí Minh luôn lấy lại những chính sách mà Mao đã làm. Có bị chỉ thị phải làm hay không thì điều này chưa thể biết được. Bên kia có cải cách ruộng đất thì bên này cũng có cải cách ruộng đất. Bên kia có cách mạng, có trăm hoa đua nở thì bên này có nhân văn sai phẩm. Nói thẳng ra rằng ông Hồ Chí Minh là người triển khai Maoist tại Việt Nam, chứ ông chẳng có một thứ Hoist của riêng ông. Ông là người dập khuôn, ông hoàn toàn không phải là nhà tư tưởng. Có chăng thì đó là một thứ Marx, Lenin, Stalin và của Mao rồi Đảng Cộng sản vơ lấy gắn mác ông vào, chứ ông chẳng có gì riêng cả. Không dừng lại ở đó, vào năm 2003, Ban Bí thư khóa 9 ra chỉ thị 23 về việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Đến năm 2006, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh khi đó ký chỉ thị 06 tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh toàn cảnh Hội nghị Toàn quốc tổng kết chỉ thị số 03 CTTV vào ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 6 năm 2016. Bình luận với đài BBC ở London về kết quả của phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh đến nay là gần 20 năm. Nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh nói như sau: kết quả thế nào, những người Việt Nam trong nước và hải ngoại đều có thể rút ra nhận thức của riêng mình. Với tôi, nếu phong trào này là thiết thực và hiệu quả, thì tình trạng tham nhũng, cửa quyền, vi phạm kỷ luật đảng, phạm tội hình sự trong đội ngũ, cán bộ đảng viên đã không ngày một trầm trọng như chúng ta đang chứng kiến. Còn nhà văn Võ Thị Hào đánh giá về hai thập niên vận động tuyên truyền như sau: việc tuyên truyền và vận động về Hồ Chí Minh trong một số năm trở lại đây nhằm mục đích tuyên bố với mọi người rằng Việt Nam cương quyết đi theo con đường cộng sản độc tài toàn trị, đừng bao giờ hy vọng sẽ có thay đổi theo chiều dân chủ đa nguyên. Hình ảnh và con đường gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa ra như một lá bùa để che giấu việc Đảng Cộng sản đã biến thành một giai cấp thống trị có lợi ích nhóm, thả sức tham nhũng và sinh sát với người dân, đi ngược với quyền lợi của nhân dân. Hiệu quả, mục tiêu theo tôi thì hầu hết người dân không tin, nhưng không dám đụng đến điều cấm kỵ này vì sự trấn áp và nỗi sợ bị đàn áp, trù dập. Các nhà quan sát thì cho rằng điều tai hại nhất đến từ việc tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó là việc hình thành nên một lối sống giả dối trong đội ngũ cán bộ của Đảng Cộng sản và đảng viên quần chúng nhân dân. Đây là hình ảnh bút tích di chúc của Hồ Chí Minh. Blogger Nguyễn Hữu Vinh nhận xét: với lớp đảng viên, đoàn viên thì vô hình chung lại dễ khiến khích thêm lối sống đạo đức giả. Nói rất kêu nhưng làm ngược lại. Hiện tượng Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son là dẫn chứng sinh động nhất cho điều này. Nhà văn Võ Thị Hào thì cho rằng phải vờ Việt trung thành, đó là miếng ăn và tiến thân. Trong lòng họ thì sự khinh bỉ, khinh ghét, hành động thì trái ngược lại. Nhưng ngoài miệng thì phải luôn ca ngợi công lao của Đảng và Bác. Chưa bao giờ con người Việt Nam có thể ứng xử giả dối đến như vậy và lâu nay, không rõ sau này lịch sử và con cháu soi chiếu, xem xét lại giai đoạn và triều đại này thì họ sẽ nói gì, nghĩ gì. Nhưng hiện tại thì tôi nghĩ chính Đảng đã nêu gương ứng xử như thế đó. Tác giả Lê Quốc Tuấn đánh giá tiếp như sau: thần thánh hóa Hồ Chí Minh là một phương sách cuối cùng và oan nhất, là kết quả gượng ép, bỉ ổi, cười rớt nước mắt nhất của cả một thế hệ truyền thông nhồi sọ một chiều từ thế hệ này qua thế hệ khác và những người cộng sản lãnh đạo Việt Nam suốt mấy mươi năm nay về nhân vật Hồ Chí Minh. Nói rằng phương sách cuối cùng bởi hai ý nghĩa như sau: thần thánh là vị trí cuối cùng mà một con người có thể đạt được trong cuộc cộng đồng nhất định. Sau một thời gian bóp méo lịch sử, miệt mài tô vẽ nhân vật Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dám cả gan hấp tấp đẩy ông lên vị trí cuối cùng cao nhất và ý nghĩa còn lại chính là sự việc ấy. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ sự suy nghĩ bế tắc nhất của mình khi sử dụng đến phương sách này. Oan trái là bởi từ việc xây lăng, sùng bái cá nhân Hồ Chí Minh, đi đến cao điểm là thần thánh hóa ông, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cố tình bức tử con người thật, giá trị thật của ông, tạo nên những oan ức ngang trái, giờ khóc giờ cười về con người ông. Và khi hành động như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chà đạp và khinh thường đến tâm tư, nguyện vọng của chính bản thân ông và hàng triệu người Việt Nam khác. Sau từng ấy năm đến nay,
công cuộc tuyên truyền về Hồ Chí Minh vẫn được Đảng và những đồng chí, đảng viên, hậu thế của Hồ Chí Minh ngày ngày theo đuổi với những sáng tạo không ngừng nghỉ. Mới đây vào ngày 16 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ khánh thành công trình Hợp tác xã với Bác Hồ tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, làng Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An tổ chức. Trong cùng ngày, ông Thủ tướng cũng đã tới dự lễ khánh thành đền Trung Sơn, đền thờ Gia Tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng khánh thành đền Trung Sơn vào sáng ngày 16 tháng 5. Bình luận về khu đền Trung Sơn, Facebook Nguyễn Hữu Vinh viết trên Facebook cá nhân của mình như sau. Chấp thuận từ năm 2012 mà cứ lặng lẽ làm suốt 8 năm ròng, không thông báo gì cho dân, tốn kém bao nhiêu, kiểu cách thế nào để dân đóng góp, lại cả giám sát và xem có đứa nào ăn bớt, ăn xén của bác hay không. Facebook Dương Quốc Chính thì nhận định, cái đền thờ Gia Quyến Chủ tịch Hồ Chí Minh này là công trình xã hội hóa của công ty Bắc Á. Dự án bao gồm cả quần thể, rừng cây xung quanh, tức là núi Trung, làm công viên sinh thái. Đại khái chúng ta cần hiểu, đây là một khu dự án du lịch công viên sinh thái, lấy đền thờ làm điểm nhấn để thu hút khách du lịch. Phần đền thờ thì chắc là không bán vé, nhưng công viên thì chắc có. Có nghĩa là doanh nghiệp dùng gia đình bác để thu tiền du lịch mà thôi. Cũng kiểu như chùa Bái Đính, Tam Trúc gì đấy, lấy Phật ra để thu hút khách du lịch tâm linh. Đây là một hướng kinh doanh khá sáng tạo, dùng lãnh tụ để kiếm tiền. Rất có thể nếu ở đây thành công thì doanh nghiệp sẽ mở chuỗi đền thờ kiểu này ở khắp các tỉnh thành. Bác Giáp sẽ là đối tượng thu hút khách thứ hai sau Bác Hồ. Và mình chỉ thắc mắc là đền thờ này họ Nguyễn hay họ Hồ, câu hỏi cũng được đặt ra. Blogger Trân Châu Văn thì cho rằng với đền Trung Sơn có tên đầy đủ là đền thờ Gia Tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khiến nhiều người ngỡ ngàng vì hay lẽ. Đây là hình ảnh thứ nhất là hội hàm của gia đình Gia Tiên, là toàn bộ tổ tiên gia tộc rộng hơn gia đình, tức là vốn chỉ có cha mẹ, anh em và cô bác. Thế thì người Việt chỉ tưởng nhớ và tri ân những công lao cho quê hương đất nước của các thành viên trong gia đình bác, hay phải tưởng nhớ và tri ân những công lao cho quê hương đất nước cả gia tộc của bác, bao gồm các thế hệ hậu sinh, đương đại và tương lai? Thứ hai, khi càng ngày càng nhiều người băn khoăn về gia thế của bác, lý do bác đột ngột bỏ họ Nguyễn đổi thành họ Hồ, rõ ràng rất đáng bận tâm nhưng không được bàn, giờ đặt ra chuyện phải thờ cả Gia Tiên, người Việt, nên thờ gia tộc Nguyễn Sinh hay gia tộc Hồ Sĩ hoặc cả hai. Tác giả cũng nhận định như sau, trên thực tế tưởng nhớ và tri ân bác hết sức tốn kém, cho dù ngân sách thâm thủng, nợ nần liên tục gia tăng, chi tiêu cho giáo dục, y tế liên tục bị cắt giảm, nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đặc biệt yêu thích loại dự án tưởng nhớ và tri ân bác với quy mô càng ngày càng lớn. Phong trào tưởng nhớ và tri ân bác sôi nổi tới mức vào tháng 5 năm 2015, Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch của Việt Nam phải tổ chức một hội thảo về tiêu chí nội dung địa điểm xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030. Theo quy hoạch được công bố tại hội thảo đó, từ năm 2015 cho đến năm 2030, Việt Nam sẽ xuất ngân sách để xây dựng 58 quần thể quảng trường, tượng đài tưởng nhớ và tri ân bác. Chính quyền các tỉnh, thành phố Việt Nam phải xếp hàng chờ tới lượt của mình. Từ đó, tác giả viện dẫn, năm 2015, chính quyền tỉnh Sơn La, một tỉnh miền núi khó khăn, nơi trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như một lũ thú hoang, lại quyết định xây quần thể quảng trường tượng đài Hồ Chí Minh trị giá 1.400 tỷ đồng. Rồi năm 2018, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lại khuấy động dư luận khi gửi cho Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch đề nghị xây dựng quảng trường Hồ Chí Minh tại Thủ Thiêm. Nhờ sự phản đối mạnh mẽ của dư luận mà hai công trình này cho đến nay đã không thực hiện được. Nhưng cái khó ló cái khôn, phong trào tưởng nhớ bác không vì thế mà hạn chế. Vào năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã bỏ phiếu thông qua dự án xây dựng quần thể tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố Đồng Hới. Theo đó, chính quyền tỉnh Quảng Bình đã giao cho một công ty có tên là Sơn Hải 36 hectare đất ở thành phố Đồng Hới, và công ty này sẽ bỏ ra 128 tỷ đồng để thực hiện dự án. Tác giả Trần Văn Bình bình luận như sau. Dẫu đó là đem công thổ đổi công trình, nhưng công trình lại liên quan tới bác. Không thấy ai thắc mắc 36 hectare đất ở thành phố Đồng Hới đã được định giá thế nào,
có tương xứng với 128 tỷ đồng hay không? Trần Văn kết luận như sau, có thể thấy sức sáng tạo của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam để duy trì phong trào xây dựng các công trình tưởng nhớ và tri ân Bác là vô đối. Nếu Quảng Bình không thèm dùng công quỹ đem công thổ đổi Bác thì thành phố Hồ Chí Minh đã giấu giá và Nghệ An kết hợp cả hai vừa giấu khoản công quỹ phải chi vừa ém các thỏa thuận đã trao những gì khi ngân hàng Bắc Á tham gia xã hội hóa một phần để công chúng xem xét trao đổi có tương xứng hay không. Và qua những diễn biến trên chúng ta thấy kể từ khi ông Hồ Chí Minh chết đi nhưng di nguyện thiêu xác của cố lãnh tụ này đã không được các đồng chí của ông thực hiện. Và điều tệ hại hơn nữa là họ đã dùng chính cái xác của ông để tiếp tục lợi dụng mị dân buôn bán và trục lợi. Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn tuyên truyền toàn đảng, toàn dân phải học tập tấm gương và những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng bản thân các lãnh đạo của đảng nay lại làm ngược lại những di nguyện của ông. Điều đó thật trớ trêu cho những người Cộng sản vì họ đã phải dùng sự lừa dối để tiếp tục tồn tại. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020 với bản tin Từ tuyên truyền học tập Hồ Chí Minh đến kinh doanh lãnh tụ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de